Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 video ngày hôm qua, có một cái câu chuyện mà quý khán thính giả đã có một cái sự tranh luận rất là sôi nổi giữa câu chuyện của bác sĩ Trần lấy ngân. Vâng, giữa câu chuyện này thì chúng ta biết rằng nó có hai trường phái, hay nói cách khác là pha hai phía. Một phía mà ủng hộ bác sĩ Trần và Ngân đến với nhau, còn một phía thì khuyên Ngân hãy ở vậy, đừng lấy bác sĩ Trần, bởi vì bác sĩ Trần là người lý lịch nó không được rõ ràng và có rất nhiều điều bí hiểm. Vâng, rõ ràng rằng là có rất nhiều người ủng hộ trong lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp vào ngày hôm qua. Ở đây thì mình xin nhắc lại là bạn ấy tên là Điệp nhá, Đoàn Thị Điệp, Lan Điệp đó, chứ không phải là Điểm đâu. Bởi vì mình thấy rất nhiều người đã chia sẻ và nói rằng là bạn ấy là Đoàn Thị Điểm, nhưng mà không phải đâu, Đoàn Thị Điệp. Và đây là một cái nhận xét của quý khán thính giả và nó chợt lớp so với cái suy nghĩ của Thuyết. Và ngày hôm qua thì Thuyết nghĩ rằng là sẽ có nhiều người phản đối bạn Đoàn Thị Điệp rất nhiều, nhưng không ngờ rằng trong cái số những người mà không đồng tình với bạn Đoàn Thị Điệp thì lại có vô số những người khác đồng tình với quan điểm Ngân đến với bác sĩ Trần hợp lý, bởi vì độ tuổi, cái thứ hai là không phải tranh chấp với một người mà lúc nào cũng có cái tính ghen tuông và có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tự tử. Ví dụ như Ngân vẫn cứ giữ nguyên hùng và sau đó có một cuộc tình tay ba với Tám Trang nữa, và nếu Tám Trang xảy ra một điều gì đó thì chính Ngân, cuộc đời của Ngân sẽ bị cắn rứt thương tâm suốt cả cuộc đời, đúng không ạ? Chẳng hạn như cái đợt mà Tám Trang gieo mình xuống thác nước Niagara mà không kịp thời được cứu, mà lúc đó thì chắc chắn là Ngân sẽ cắn rứt lắm, đúng không ạ? Dù cả cuộc đời có thể là sống bên sinh viên hùng đi chăng nữa thì lương tâm của Ngân cũng sẽ đau khổ rất nhiều, vì luôn luôn suy nghĩ rằng vì mình mà Tám Trang đã ra đi mãi mãi. Trên là chính vì vậy Ngân đã đưa ra cái quyết định rằng là chia tay với sinh viên hùng để đến với bác sĩ Trần. Vâng, trong câu chuyện này thì Thuyết cũng trước khi mà đi vào đọc lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp ngày hôm nay thì Thuyết cũng xin nói qua, có thể là các bạn đã quên rồi, bạn Đoàn Thị Điệp và bạn Minh Phượng, hay còn gọi là bạn Hoàng Thị Phượng, đến từ Nghệ An nữa. Bạn Đoàn Thị Điệp thì đang ở bên Mỹ, là hai người trước đây đã từng ngỏ lời cầu hôn với bác sĩ Trần. Trong khi đó, bạn Đoàn Thị Điệp còn gửi cho 3 tấm ảnh đến bác sĩ Trần. Thông qua Thuyết là đã gửi cho bác sĩ Trần 3 tấm ảnh. Và một tấm ảnh mà các bạn đang nhìn thấy ở cái màn hình nhỏ ấy, khi mà các bạn vào xem kênh của Thuyết cái video ngày thứ ba hôm nay ạ, thì là các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của bạn Đoàn Thị Điệp ở bên ngoài đó, là chính xác của bạn đó. Và nếu bạn nào muốn chia sẻ hợp với quan điểm của bạn ấy, muốn kết bạn Facebook thì sẽ nhắn Thuyết và Thuyết sẽ gửi đường link cho để các bạn kết bạn. Vâng, thưa các bạn, trước khi đi vào đọc lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì mình xin thông báo một tin vui. Vâng, chúng ta đã chứng kiến một cái câu chuyện buồn khi mà ở trong video đầu tiên ngày hôm nay thì gia đình nhà Hùng đã có cái cuộc xung đột giữa cái câu chuyện là lên nhận món quà của Ngân trao cho căn nhà và cái một chiếc xe để Hùng đi làm hay không. Thì trong khi đó thì đã gia đình nhà Hùng đã không thống nhất được quan điểm. Trong khi cha của Hùng với cha mẹ nuôi của Hùng là ông bà Thảo Nguyên và bản thân Hùng không muốn nhận cái món quà này và đã gặp gỡ Ngân, đưa ra một cái yêu cầu để nếu Ngân đi lấy chồng thì hãy để đứa con bé Nhẫn để cho Hùng nuôi. Và ở đây có thể có rất nhiều người trông sóc cho chăm sóc cho bé Nhẫn. Ở đây là rõ ràng các bạn nhìn thấy là ông bà Thảo Nguyên rất thèm người, đúng không ạ? Và bây giờ ví dụ Hùng mà nhận được cái phần mà nuôi con thì chắc chắn ông bà Thảo Nguyên, kể cả cha mẹ Hùng, cha mẹ ruột của Hùng đi trở về Việt Nam chăng nữa thì ông bà Thảo Nguyên cũng chăm con được cho Hùng để Hùng đi làm, đúng không ạ? Đứa con có thể ngoài 3 tháng có thể lui sữa bọ rồi, thì cái điều này nó cũng Thuyết cũng cảm thấy rất là ok. Nhưng trong cái vấn đề đó lại không nhận được sự đồng tình của Ngân. Rõ ràng là Ngân vẫn muốn nuôi con, và cái điều này một khi Ngân không đồng ý thì Hùng không bao giờ có cửa để thắng được trong cái chuyện giành quyền nuôi con. Điều này ai cũng biết, và đây là một cái vấn đề mà không thể giải quyết được. Trong khi đó thì ông bà Thảo Nguyên, cha của Hùng là ông Linh, không nhất trí cái quan điểm là Hùng sẽ nhận căn nhà và cái xe.
Ở đây thì thực sự ra với cái người bình thường thì cái nhà nó là tương đối lớn, một vài triệu đô. Nhưng mà theo thuyết nghĩ, sinh viên Hùng đã nhìn thấy một cái cửa rất là ok. Cái cửa ở đây là cửa gì? Cửa ở đây chính là cái cửa là cậu ta sẽ có bằng tốt nghiệp, sau đó cậu ta xin đi làm. Và trong một vài năm thôi thì cậu ta có thể mua được nhà. Còn cái xe ô tô thì nó quá đơn giản rồi. Ví dụ như gia đình nhà bác Thảo Nguyên, hai vợ chồng thì cũng có thể đưa cho cậu ta 10 ngàn để cậu ta mua một cái chiếc xe. 10 ngàn đô một chiếc xe ô tô ở bên này thì nó gọi là tốt. Nó rất tốt, nó ước tính vào khoảng gấp 3 lần ở bên Việt Nam nếu bỏ ra một số tiền tương đương. Bởi vì xe ở các nước tư bản mang về Việt Nam phải đóng thuế, như các bạn biết đó, đóng thuế khoảng 200% thì nó rất là đắt. Nhưng bên đây với cái giá mà 10.000 đô thì mua một cái chiếc xe rất tốt rồi. Thì cái điều đó nó không có gì là quá so với cái chuyện là ông bà Thảo Nguyên cả. Trong khi đó thì sinh viên Hùng cũng đưa ra một cái lý do rằng là vì coi như là đã thiếu nợ ngân quá nhiều rồi và không nhận. Và trong vấn đề này, ông Linh đã đưa ra một cái kế sách. Mình không biết được ông Linh có bồ thật hay không, nhưng mà đã đưa ra một cái tấm ảnh nói rằng, vừa nói với bà Dung rằng đây là người tình của ông ấy, và khiến bà Dung suýt nữa thì ngất tỉnh, bất tỉnh. Vâng, trong câu chuyện này thì chúng ta đã chứng kiến một câu chuyện buồn. Và hôm nay Tuyết xin thông báo một tin vui, đó chính là sinh viên Hùng đã nhận được cái kết quả luận văn tốt nghiệp của mình do thầy giáo Tân thông báo. Vâng, vào ngày hôm nay thì thầy Hiếu Tân đã thông báo cho sinh viên Hùng rằng bài luận văn của sinh viên Hùng có ý sáng tạo rất là độc đáo và có tính thực tiễn rất là cao, áp dụng được cho thực tế. Và cái bài đánh giá, bài bài luận văn này được nhà trường đánh giá rất là cao, và cậu ta đã thi được và đã đỗ đạt được cái điểm điểm rất là cao. Trên là ở đây là nhà trường thông báo thông qua thầy Hiếu Tân thì trong một vài ngày tới, sinh viên Hùng sẽ nhận được một cái gọi là cái giấy, để cho giấy tạm thời đó. Cái giấy này là cái giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để cho các sinh viên đỗ đạt được đại học rồi á, là người ta cầm cái giấy đó để đi xin việc cho nó dễ dàng. Sau đó khoảng 2-3 tuần sau đó thì có thể là sẽ được nhận được cái bằng tốt nghiệp chính thức. Đây là cái điều mà một cái thông tin rất là vui. Và khi mà biết tin này thì sinh viên Hùng đã lao đến nhà Tám Trang, đã coi như là ôm Tám Trang quay tít. Đây là một cái hành động rất quen của sinh viên Hùng, khi mà hai người có thể xa nhau một vài ngày gì đó thì khi gặp nhau là hai người đã ôm lấy nhau, và sinh viên Hùng hay cầm ôm lấy người yêu của mình quay hai vòng tròn thế này này, sợ Tám Trang yếu cho nên cậu ta không dám quay nhiều thôi, còn sức của cậu ta rất là khỏe. Nếu mà Tám Trang mà khỏe như ngày xưa có thể cậu ta quay 5-7 vòng cũng lên. Nếu nói như vậy có nghĩa là sinh viên Hùng, cái sự nghiệp, con đường sự nghiệp của sinh viên Hùng đã mở ra trước mắt rồi. Cậu ta bằng cầm cái bằng tốt nghiệp này, cậu ta có thể đi xin việc bất cứ đâu, và có thể về cái tương lai nó rất là rạng ngời. Ở đây theo như Tuyết biết là những cái người mà thi được điểm cao này là xin việc tương đối dễ, và cái công ty mà của bạn thầy giáo Tân á, mà làm giám đốc thì chắc chắn sẽ nhận cậu ta rồi. Cho nên là cậu ta chắc là ngày mai ngày mốt sẽ đi làm thôi. Ở đây là người ta chỉ chờ đợi làm sao đó sinh viên Hùng lấy được cái bằng để có thể là kiểm chứng, bởi vì thực tế đã qua rồi thì người ta sẽ nhận lại cậu ta vào làm việc, và nếu cậu ta không thích thì cậu ta đi xin một cái công ty nào đó. Thì khi có công ăn việc làm ổn định rồi các bạn, mà cái đồng lương nó tương đối cao, thì ví dụ như cỡ sinh viên Hùng là người ta có thể mua một cái căn nhà trả góp. Ví dụ người ta làm một ở độ khoảng 2 năm lấy cái tiền lương đó, người ta sẽ mua một căn nhà. Ví dụ một căn nhà 1 triệu đô thì người ta chỉ bỏ ra độ khoảng 20.000 đô thôi là người ta có thể mua được rồi. Bởi vì lúc đó là người ta sẽ trả góp dần dần. Các bạn có thể căn nhà đó trả góp trong vòng 30 năm. Cho nên là chuyện căn nhà thật sự là không khó với sinh viên Hùng. Tất nhiên nó khó với nhiều người khác, nhưng với Hùng thì hoàn toàn không khó. Trong khi đó thì bên phía gia đình nhà bác Thảo Nguyên còn 2 căn nhà để dành cho Hùng nữa cơ. Cho nên là cậu ta đâu cần gì phải nhận cái căn nhà với lại cái xe của Ngân để làm gì. Trong khi đó thì bà Dung thì lại rất muốn nhận nhận bởi vì mục đích khác, bởi vì còn muốn Ngân còn hứa là sẽ đưa 2 em của Hùng sang đây nữa. Trong vấn đề này thì nói thật ra Ngân làm được, nhưng mà vợ chồng nhà bác Thảo Nguyên cũng làm được, bởi vì cái chuyện mà đưa sang đây để con đường có thể du học thì nó sẽ mất nhiều tiền. Nhưng nếu đưa sang đây theo con đường mà chẳng hạn sang xin việc làm kết hợp với một công ty nào á, thì không mất nhiều tiền lắm đâu. Tức là họ sang đây làm việc, và trong cái thời gian, tức là vào một công ty họ lấy một cái giấy gọi là giấy phép lao động,
thì sau đó trong khoảng từ khoảng 1 năm thì họ sẽ nhận được có thể là cái 1 đến 2 năm có thể nhận được cái thẻ xanh, và sau đó 3 năm sau là họ có thể có quốc tịch rồi. Cho nên là đi theo con đường đó là vợ chồng bác Thảo Nguyên với Hùng bây giờ có công ăn việc làm sẽ có thể giúp đỡ được cho hai em mình hoàn thành cái tâm nguyện đưa cả gia đình sang đây. Vấn đề là bây giờ là vợ chồng ông Ninh làm sao không bị xung khắc để coi như cả gia đình sống chung trong một gia đình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ Thuyết xin chia sẻ lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ. Vâng, có vẻ như cái sự động viên, sự cổ vũ của những người đồng quan điểm với bạn Đoàn Thị Điệp khiến bạn ấy tiếp tục viết thêm một lá thư vào ngày hôm nay nữa, và cái quan điểm của bạn ấy vẫn ủng hộ bác sĩ Trần. Và ngày hôm qua trong lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đã có một câu nói rất là nổi tiếng. Câu nói này có thể là sẽ được rất nhiều người ghi nhận trong cuộc đời của mình trong vấn đề về tình yêu. Đó chính là câu nói rằng nếu được chết trong vòng tay ân ái của bác sĩ Trần thì không có cái gì hối tiếc cả. Có nghĩa quan điểm của bạn Đoàn Thị Điệp nó rất là rõ ràng. Bạn ấy rất là mạnh mẽ, là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Nếu được chết trong vòng tay của bác sĩ Trần sẽ không có cái điều gì hối tiếc. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là có rất nhiều phụ nữ khi mà biết rằng là người đàn ông kia có 5 thê 7 thếp, hoặc là ngay cả chuyện bác sĩ Trần có con dơ con vãi như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người mà mến yêu bác sĩ Trần và muốn được nằm trong vòng tay ân ái của bác sĩ Trần. Đây là cái điều mà cuộc đời của chúng ta chỉ sống được 1 lần thôi, cũng như bạn Thụy Điệp nói đó. Cuộc đời chỉ sống được 1 lần và mình phải làm sao đó phải được thỏa mãn được cái gì mà mình mong muốn. Thì cái điều mơ ước ở đây mình hiểu được bạn Đoàn Thị Điệp muốn gì. Vào ngày hôm nay bạn ấy tiếp tục viết, và chúng ta hãy xem lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp hôm nay viết những gì về bác sĩ Trần. Đất Mỹ, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2024. Trước hết em xin kính chúc tất cả mọi người một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và lời tôn kính nhất. Em được xin phép hỏi tất cả quý ông trên thế gian này có mấy ai thoát khỏi mỹ nhân kế? Là một người tài giỏi đa tình, hào hoa phong nhã, lại có đôi mắt biết cười và biết nói giống như bác sĩ Trần đây, quá thừa sức để làm cho các chị em phụ nữ chúng ta chết mê chết mệt, không cần phải đánh đổi tính mạng để lui bùa ngải hay phép thuật để chiếm được trái tim của chị em phụ nữ chúng ta. Nếu trách thì hãy tự trách bản thân mình là phụ nữ tự hiến thân cho quý ông. Cả hai đã một thời hương phấn tột đỉnh, cùng trong một vòng tay luyến ái giường chiếu, rồi đến lúc không toại không thành duyên nợ, đứt gánh giữa đường lại đổ thừa trách nhiệm. Và sau đây em sẽ kể cho quý vị nghe thêm một lần nữa về câu chuyện của Phạm Hoa. Quý vị nên nhớ và nên biết rằng ngày ấy bác sĩ Trần đã một lần từng cầu hôn với Phạm Hoa, nhưng duyên nợ vợ chồng không thành vì Phạm Hoa đã trốn chạy theo người tình khác. Và lần hai chính xác bác sĩ Trần được đeo lại chiếc nhẫn cho Phạm Hoa đó chỉ là trang sức kỷ vật hồi ức của 6-7 năm về trước. Và bác sĩ Trần có nói rằng kỷ vật đã trao cho Phạm Hoa, đã nhận thì đó chính là của Phạm Hoa, chứ bác nào có ngờ lời cầu hôn với Phạm Hoa thêm một lần nữa đâu. Quý vị đừng nên phóng đại mà tội cho bác sĩ Trần. Còn tại sao bác sĩ Trần lại ngủ đêm ở nhà Phạm Hoa? Vì người còn một đứa con trai ở đó. Tại sao quý vị không nghĩ đến bác sĩ Trần ở qua đêm với con trai mà chỉ nghĩ đến với Phạm Hoa? Và người nào rình rập từng bước đi của bác sĩ Trần và công khai lên mạng, đó chính là kẻ gian muốn chiếm đoạt tài sản của chị Ngân. Còn quý chị Ly Hương lúc nào cũng nghĩ mình có lỗi với chị Ngọc Trinh và trách móc bác sĩ Trần, thì làm sao cho phép bác sĩ đến gần để chăm sóc cho mẹ con của chị ấy được? Hãy nghĩ xem, quý chị Hương Ly Hương cho bác sĩ nhận con trai của mình làm con nuôi, đó chính là từ bấy lâu nay quý chị Ni Hương không cho bác sĩ biết sự thật về lịch sử của người con mình. Và đây quý vị biết được chuyện qua miệng của thầy giáo Tân. Nói cho cùng, hiện nay bác sĩ Trần chừng đó tuổi có 2 người con không có gì đáng nói cả. Còn sinh viên Hùng nay tuổi mới vừa đôi mươi
cũng đã có hai người con không thua không kém gì bác sĩ Trần. Nhưng Hùng đây hơn bác sĩ một điều, đó chính là muốn đeo bông cả hai người phụ nữ cùng một lúc, mà mọi người cho đó là trai ngoan, trai giỏi, là trai của nước nhà. Còn đối với bác sĩ Trần, thì quý vị mắng mắng bỏ lao ra lầy kia lọ, miệng đời sao quá cay nghiệt. Hôm nay em viết bức thư này và nghe được 4 video tối qua đã làm cho em nhớ lại. Năm 2000, hai cha con, cậu ruột của em đã chết khi đứa con gái của cậu mới tròn ngoài 1 tuổi. Lúc đó bé khóc không khác gì Vũ Tiến Nhẫn ngày nay, và bé rất thích được người cha ôm ấp. Và sau đây em xin quý đồng mạng, nếu ai giống như Giắc Nguyễn đã hóa thân con trai của chị Ngân, xin Hùng cứu vớt. Bạn Chắt Nguyễn đã hóa thân con trai của chị Ngân và xin Hùng cứu vớt mẹ con chị Ngân, đó chính là hại Hùng và giết chết Hùng rất nhanh trong tương lai gần. Bạn Chắt Nguyễn hãy nhớ kỹ những gì mình nói hôm nay nhé. Bạn chính là người sẽ giết chết Hùng, vì bức thư của bạn đêm sau vào óc của Hùng, mà Hùng đây là người bất lực không thể nào thực hiện được những gì bạn Chắt Nguyễn đã nói. Thôi, em xin ngừng bút. Tuy nhiên, sau đó thì bạn Đoàn Thị Điệp lại viết tiếp một đoạn nữa như thế này. Quý vị cộng đồng mạng ơi, đừng nên cố chấp mà thay đổi ý trời đã định. Luôn cả mẹ sinh viên Hùng đã đem video của anh thuyết ra cho chị Ngân biết. Những người con rơi, con rớt của bác sĩ Trần cũng không thể nào lay chuyển được ý định của chị Ngân. Nếu quý vị can thiệp càng sâu thì chuyện tình của bác sĩ và chị Ngân càng càng chững chạc hơn. Là một bác sĩ tâm lý ngày gần gũi với bệnh nhân khóc lóc than thở phiền não, thử hỏi gặp được một người có đức tính nhân hiền, bỏ qua tất cả ngoài tai, không mang đến thiên hạ bàn tán cay đắng nghiệt ngã như thế nào, thì hỏi sao bác sĩ Trần không chết mê chết mệt. Theo em thấy, bác sĩ Trần đây là người trúng bùa ngải của chị Ngân, mà là một thứ bùa mang tên phụ nữ nhu mì, mà là một người phụ nữ đôi lúc phải ngu, phải khờ khạo. Để làm chi? Để anh hùng hiệp sĩ giang tay che chở và yêu thương trong chuỗi ngày cuối đời. Cũng giống như chuyện tình của bác sĩ và chị Ngân, cuối đời đã tìm thấy tiếng nói chung và lòng được ấm áp khi cả hai được bên nhau. Vâng, đây là toàn bộ lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đến từ nước Mỹ. Lá thư viết hơi mất nét chính tả, đôi khi là thuyết đọc hơi bị khó. Và cái thứ hai là những cái từ ngữ của bạn là từ ngữ miền Nam, cho nên là đôi khi rất là khó. Chẳng hạn như bạn Chắt Nguyễn thì bạn viết là Giắc Nguyễn như là tiếng Tây. Thành ra ở đây là các bạn khi mà mình đọc sai á, thì các bạn cũng cố coi như hiểu cho nó đúng một chút về cái nghĩa ở trong lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp. Trong lá thư này, như các bạn đã biết, bạn Đoàn Thị Điệp vẫn ca ngợi bác sĩ Trần là người tuyệt vời. Bạn ấy so sánh bác sĩ Trần 71 tuổi có hai người con thì ăn thua gì, trong khi đó sinh viên Hùng mới có 22 tuổi đã có hai người con bằng bác sĩ rồi, thì đến hết cả cuộc đời thì Hùng sẽ có bao nhiêu người con đây, ý nó là như vậy. Nhưng ở đây thì theo mình nghĩ là nó hơi khác một chút đấy, bởi vì nó khác ở đây là con của Hùng nó công khai, chứ nó không như là con rơi con vãi giấu giấu giếm giếm. Nó khác nhau ở chỗ đó. Chứ còn thì có thể có nhiều người đàn ông ở trên thế giới này có rất nhiều người, nhiều con, nhưng mà họ không công bố, bởi vì người này lại người kia, tức là quan hệ với người đàn bà này lại quan hệ với người đàn bà kia, và họ giấu. Thì ở đây chính bác sĩ Trần cũng là người như vậy, cũng là giấu những cái mối tình đó. Còn của Hùng thì nó là công khai, đúng không ạ? Cho nên là con của người ta có hai con chăng nữa, hoặc có 5-7 con chăng nữa, người ta là công khai với thiên hạ. Còn thì bác sĩ Trần là giấu giếm thì nó lại mang một cái tính chất hoàn toàn khác. Trong cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì nó có rất nhiều vấn đề. Một bạn nào đó không đưa ra tên tuổi của mình là có một câu hỏi như này với bạn Điệp, là thử hỏi bạn Điệp, bạn trả lời nhé. Ông Trần cướp người yêu của người em họ rồi sinh ra đứa con bị tàn tật. Ông bỏ rơi hơn 40 năm nay, chạy theo bao mối tình như Phạm Hoa, rồi mới nhận con, đó là bé Huy. Ông vẫn chạy theo để lấy bằng được Ngân, đó là lý do gì?
Nếu bạn không trả lời được là bạn ngộ nhận theo kiểu ngu si đó. Vâng, đây là một câu hỏi, nhưng mà cái bạn này thì lại cái lời bình của bạn mình chỉ thấy là 7HV8XX5, mình không thấy tên. Cho nên ở đây là các bạn tại sao mà phải ghi tên của mình ra? Bởi vì bạn muốn hỏi bạn Đoàn Thị Điệp, nhưng đến khi bạn Đoàn Thị Điệp muốn trả lời bạn thì bạn ấy lại không biết xưng hô với bạn như nào, đúng không ạ? Ví dụ như bạn tên là A, là B thì bạn Đoàn Thị Điệp sẽ nói là tôi sẽ trả lời bạn A. Cái câu hỏi là như thế này, chứ còn bạn không đưa ra tên tuổi của mình thì rất là khó. Cho nên là trong câu hỏi này thì thuyết hy vọng rằng bạn Đoàn Thị Điệp sẽ trả lời bạn ấy xem là những câu hỏi mà bạn đưa ra là để cho làm sao để thỏa lõng được. Tức là làm sao bạn Đoàn Thị Điệp chứng minh được cái lời nói của mình là chính xác với bác sĩ Trần là như vậy. Còn ở đây thì có thuyết phục được lòng người hay không thì phải do là bạn Đoàn Thị Điệp đưa ra những cái bằng chứng để chứng minh rằng bác sĩ Trần không phải là người cướp người yêu của em họ, rồi thì sinh ra đứa con tàn tật không phải là vô trách nhiệm bỏ đi, đúng không ạ? Bỏ rơi hơn 40 năm nay, hoặc là chạy theo mối tình của Phạm Hoa như thế nọ thế kia và đến bây giờ lại quyết định lấy Ngân là lý do tại sao. Tất cả những câu hỏi này thì có thể bạn Đoàn Thị Điệp sẽ trả lời một bạn nào đó trong một cái lá thư sau. Vâng, thưa quý vị, ở trong cái câu chuyện mà Ngân lấy bác sĩ Trần á, thì cái những người mà không muốn Ngân lấy bác sĩ Trần thì cơ bản người ta lo cho vấn đề của bé Nhẫn. Bé Nhẫn ở đây lý do tại sao? Bởi vì bé chưa sinh ra đời đã được hưởng một cái số tài sản kếch xù, đúng không ạ? Và số tài sản này khiến cho có thể có rất nhiều người khi muốn đến với Ngân không phải là cái tình yêu trong trái tim của họ, mà đó là vì cái số tài sản này thôi. Họ có thể là bằng mọi cách để có thể chiếm hữu cái số tài sản đó. Cho nên là chính vì như vậy bé Nhẫn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đấy là những người không đồng tình để cho Ngân lấy bác sĩ Trần chỉ vì cái lý do đó thôi, đúng không ạ? Thế thì ở đây cũng có nhiều người đặt câu hỏi rằng là ồ, nếu như vậy thì chị cứ nghĩ ai cũng đến với Ngân chỉ vì mục đích như vậy thì Ngân sẽ không được phép đi lấy chồng nữa hay sao? Ngân sẽ không lấy chồng nữa hay sao? Mà trong khi đó thì không thể lấy được sinh viên Hùng, bởi vì nếu lấy sinh viên Hùng thì không khác gì là giết tám trang. Chứ là ở đây là chả nhẽ nếu mà Ngân vì cái chuyện như thế thì Ngân sẽ không đi lấy chồng được à? Thì trong cái câu chuyện này thì có một bạn tên là Kim Nga đến từ đất nước Mỹ. Từ lâu rồi mình đã xem lời bình luận của bạn ấy. Bạn nói rằng là nếu mà bạn ấy là Ngân thì bạn ấy sẽ đưa cả gia tộc nhà Hùng ở bên phía Việt Nam để đi đến bên Canada, thành lập luôn một dòng họ Vũ ở bên này. Cái vấn đề ở đây là bạn ấy nói là bảo vệ bé Nhẫn, tức là sợ bé Nhẫn nguy hiểm. Thì câu chuyện này nói thật với các bạn là mình chưa nghe bao giờ cả. Làm gì mà đến mức độ nguy hiểm như vậy. Thì hôm nay mình cũng xem được lời bình luận của bạn ấy. Bạn ấy viết như thế này: anh Tuyết ơi, như em đã từng nói với anh lúc trước, em mà như Ngân thì em sẽ đưa cả dòng họ Vũ của Hùng qua Canada, đóng đô ở Canada để ở chung quanh bé Nhẫn, bảo vệ bé Nhẫn, vì bé Nhẫn muốn lớn lên trong vòng tay yêu thương che chở của dòng tộc nhà mình, và bé Nhẫn sẽ rất lấy làm hãnh diện về hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, ông bà và cả gia quyến của bé Nhẫn nữa. Vâng, xin cảm ơn bạn. Cái vấn đề ở đây là Hùng cả Ngân đã chia tay rồi, thì làm sao mà Ngân đưa cả dòng họ nhà Hùng sang đây đây? Bây giờ Ngân đang cố muốn thuyết phục mẹ của sinh viên Hùng là mua nhà mua xe cho Hùng, rồi đưa cả hai đứa em Hùng sang đây. Mục đích để làm sao? Để ở đây các bạn nhìn rất rõ, đúng không ạ? Ở đây Thuyết không phải là nói xấu Ngân đâu, nhưng mục đích rõ ràng ở đây là để cho muốn bà Dung đi ra khỏi nhà mình. Đó, cái vấn đề nó là như vậy, và không quấy rầy trong cái chuyện giữa bác sĩ Trần và Ngân đến với nhau nữa. Rõ ràng là bây giờ Ngân mời bà Dung sang, bây giờ làm sao mà đuổi được, trong khi đó thì bà Dung là bà nội của bé Nhẫn rồi, đúng không ạ? Và bà cứ ở đây bà gây khó dễ cho bác sĩ Trần và Ngân trong cái chuyện mà hai người đến với nhau thì nó rất là khó chịu. Đuổi đi thì không đành, đấy, thì sẽ bị tiếng ác ở đời thế nọ thế kia, người ta sẽ chửi cho. Mà bây giờ để ở đó thì cũng không ổn, cho nên là bắt buộc là phải mua nhà, và bây giờ lại còn ra cả điều kiện là đón hai đứa em của Hùng sang nữa. Thì thực ra mà nói thì đây trong cái ý tốt thì cũng có cái ý riêng của mình, đúng không ạ? Ý riêng là muốn sống riêng với bác sĩ Trần. Thì trong câu chuyện này thì bạn Kim Nga thấy không? Bây giờ thì Ngân còn gì với gia đình nhà Hùng nữa đâu mà bảo là đưa cả dòng họ sang đây để bảo vệ bé Nhẫn. Bởi vì bé Nhẫn bây giờ coi như là đưa cả dòng họ sang đây thì làm cái gì? Bây giờ coi như là Ngân và Hùng chia tay nhau thì coi như là bé Nhẫn ở với bác sĩ Trần thì bảo vệ cái gì đây?
Thì Hùng ở một nơi, gia đình nhà Hùng ở một nơi thì bảo vệ bé Nhẫn theo cái kiểu gì? Nhất là cái chuyện mà bạn nói ở hôm nay bình luận là nó không đúng cái vào cái thời điểm. Cái câu bình luận này nó phải vào cái thời điểm trước kia mà Hùng và Ngân là quyết định là lấy nhau. Ví dụ như là Tám Trang lấy thầy giáo Tân chẳng hạn, Hùng lấy với Ngân, là Hùng lấy Ngân chẳng hạn, thì lúc đó cái chuyện đó xảy ra mới là ok. Chứ còn thì bây giờ Ngân coi như quyết định lấy bác sĩ Trần rồi thì coi như làm sao mà có chuyện coi như đưa cả dòng họ Vũ sang đây. Cũng trong câu chuyện Ngân sẽ quyết định lấy bác sĩ Trần thì một bạn Hồng Nguyễn muốn hỏi Ngân một câu hỏi như thế này. Anh chủ kênh mong anh hỏi cô Ngân hộ chúng tôi một câu. Ngân không lấy Hùng vì không muốn phải sống với mối tình tay ba. Vậy Ngân chọn bác sĩ Trần thì phải sống với mối tình tay mấy? Ngân tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, mà vỏ dừa này nó nặng ký hơn vỏ dưa rất nhiều. Như vậy có đáng đáng hay không? Thương cho bé Nhẫn, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Vậy Ngân làm gì với bé Nhẫn đây? Sai lầm một lần, mất đi mãi mãi. Vâng, câu hỏi này chỉ có Ngân trả lời được thôi. Thuyết hy vọng rằng Ngân sẽ nghe được video này, sẽ nghe được câu hỏi này, hoặc là Nguyệt sẽ xem lời bình luận và sẽ truyền tải cái câu hỏi của bạn Hồng Nguyễn đến Ngân. Bạn ấy muốn truyền tải rất nhiều nhưng không truyền tải nổi. Mình biết rằng bạn ấy đọc một cái bài đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, đúng ạ, thiếu mất một câu. Bởi vì nếu có cha có mẹ thì coi như là đứa bé nó sẽ tuyệt vời, còn không có cha có mẹ mà nó mất đi một đứa, mà nó mất đi một người thì coi như nó sẽ thiệt thòi rất nhiều. Và tiếp theo thì Tuyết xin đọc một lời bình luận khác của một bạn tên là Lại Thị Vinh. Đây là một cái suy nghĩ mà theo Tuyết nghĩ là chưa ai nghĩ ra cái điều này. Mà nếu điều này xảy ra thì như thế nào đây? Các bạn hãy nghe lời bạn Lại Thị Vinh bình luận nhé. Anh Tuyết ơi, anh không biết sao khi bác sĩ Trần và Ngân đã đưa Dung đi mua nhà là có hàm ý hết rồi nhé. Mua nhà xong đứng tên Hùng, bố mẹ Ngân và Hùng ở đó thì con Hùng sẽ ở với bà nội. Thế là Ngân và bác sĩ Trần nhẹ gánh. Ngân sẽ có con với bác sĩ Trần, vậy là chấm hết. Thôi anh Thuyết ơi, cộng đồng mạng ơi, đừng nặng lòng nhiều về Ngân và Trần nữa, hồi sau sẽ rõ. Vì vậy thì Hùng mới lấy Trang được. Vậy Trang mới không đi tự vẫn nữa, vậy Ngân và Trần đã cứu được Tám Trang mà chỉ tội cho Ngân quyết định sớm qua thôi. Kệ họ đi, âu cũng là số rồi. Ông trời đã định mệnh, Ngân khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều. Chúc bác Tuyết và hai con vui khỏe nhé. Chúc cộng đồng mạng an vui, đừng nói gì về họ nữa. Ngân biết mà, nếu Ngân ăn ở có phúc, ắt có phần. Và cứ theo dõi xem Ngân có phúc không nhé. Ngân gieo nhân nào, ắt gặt quả đó thôi. Vâng thưa các bạn, ở đây thì như các bạn đã biết, chính ông Linh rồi thì cha mẹ nuôi của sinh viên Hùng rồi cả bản thân Hùng đều muốn coi như là Ngân để cho Hùng được nuôi con, nhưng mà Ngân còn không chịu. Bây giờ mà bạn Lại Thị Vinh nói rằng là ồ bây giờ là ý của Ngân và bác sĩ Trần đẩy cái đứa con đó cho sinh viên Hùng và họ sẽ đẻ con với nhau và sau này tài sản thì con cái của bác sĩ Trần sẽ được ok hết, đúng không ạ? Thì điều này Thuyết cũng không biết, nhưng hiện tại thì coi như cả gia đình nhà Hùng nói rằng nếu Ngân trừ bà Dung nhá, là nếu mà Ngân muốn đi lấy chồng thì coi như để cho Hùng nuôi con, nhưng Ngân thì Ngân không chịu. Rõ ràng là không phải đơn giản, đúng không ạ? Lần đầu tiên được sinh con, người ta dễ gì xa được con của mình, mà làm sao Ngân có thể đẻ được nữa. Ở đây thì Thuyết không biết, nhưng mà ít cái trường hợp mà Ngân và bác sĩ Trần có con với nhau thì ít khi xảy ra lắm các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì Ngân hơi bị gừ rồi, 54 tuổi rồi còn gì nữa. Nó là quá may mắn khi ông trời đã cho một mụn con rồi, nếu mà lại cho thêm một đứa con nữa thì đúng là trời sập, chuyện quá lạ luôn, đúng ạ. Cho nên ở đây là cái chuyện đó là khó. Trong khi đó thì bác sĩ Trần coi như là cũng đã bảy mấy rồi, kiểu gì thì kiểu thì coi như không biết súng có cần đạn hay không, và coi như là cái chuyện có con với nhau thì nó là khó hơn cả lên trời. Nếu mà Ngân có cái ý nghĩ đó thì mà ông Linh rồi thì ở sinh viên Hùng vỗ tay đôm đốp. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng ông Linh và Hùng bây giờ đâu có cần thiết gì tiền của Ngân nữa đâu, mà chỉ muốn làm sao lấy đứa cháu mang về nuôi thôi. Nhờ trong khi đó thì mẹ Hùng lại có một suy nghĩ khác, đúng không ạ? Vẫn chưa từ bỏ, bà Dung vẫn rất kiên quyết, vẫn muốn Hùng và Ngân đến với nhau. Bởi vì bà Dung cho rằng
Sau khi sinh thì Ngân có thể có những cái tính cách nó bị thay đổi, và đây cái tính cách này có thể một thời gian sau thì Ngân sẽ cái tính đó nó sẽ mất đi, và Ngân sẽ trở lại con người thật của mình, và lúc đấy sẽ coi như là lấy Hùng. Thì khi đó coi như gia đình là êm ấm theo cái cách nghĩ của bà Dung như vậy. Nhưng mà thật sự ra ở đây thì mình nghĩ trường hợp đó cũng khó xảy ra, bởi vì các bạn biết đó, coi như là Ngân đã nói rất rõ ràng rằng là muốn giải thoát cho Hùng, đúng không ạ? Hai người không chênh lệch nhau tuổi quá, và đến với bác sĩ Trần là nó hợp đôi hợp lứa hơn. Trong khi đó cái vấn đề quan trọng nhất là cứu mạng của cả Tám Trang và cứu mạng cả sinh viên Hùng nữa, bởi vì sinh viên Hùng theo như thầy bói nói, nếu mà lấy Ngân thì chính Hùng sẽ bị chết non. Cho nên là đây chính là lời nói của Ngân nói ra nó rất rõ ràng rồi. Làm gì có chuyện mà theo như bà Dung nghĩ rằng là ít ngày nữa Ngân sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối video này thì Thuyết chỉ có một cái suy nghĩ như này. Không biết rằng khi Ngân mà nghe được cái lá thư của em trai Phạm Hoa mà viết gửi gửi Thuyết gửi cộng đồng mạng ấy, và kêu cầu bà Yến giúp đỡ ấy, trong cái câu chuyện đó thì lúc đó Ngân sẽ suy nghĩ như thế nào khi mà nghe tin bác sĩ Trần coi như là như một cái cách theo kiểu như là cưỡng ép Hoa ăn ngủ cùng với mình, trong khi đó thì Hoa coi như là mới sảy thai xong, đúng không ạ? Đó là một vấn đề. Cái thứ hai là có những vấn đề liên quan đến tiền bạc mà không được công minh, đúng không ạ? Tiền của Hoa thì là để cho Hoa giữ, chứ làm sao coi như là mình đi giữ được, bởi vì tiền đó là tiền của, nói chính xác là tiền của cái chết của Quân, mọi người phúng viếng, tức là tiền của chồng của Hoa, đúng không ạ? Cho nên là bác sĩ làm sao đi giữ cái đồng tiền đó được. Thuyết thấy cái đó là một cái rất là vô lý. Thì trong cái câu chuyện đó thì nếu mà Ngân nghe được thì sẽ có suy nghĩ gì? Nếu mà Ngân vẫn không có phản ứng gì á trong câu chuyện đó mà vẫn cứ đồng tình với bác sĩ Trần, cũng như cái câu chuyện hôm trước bà Dung mang cái video ra mà khi chia sẻ của thầy giáo Tân để cho Ngân nghe, Ngân vẫn cứ ok, vẫn không có phản ứng gì. Thì nếu câu chuyện này Ngân khi nghe câu chuyện lá thư của em trai của Phạm Hoa giải bày như vậy mà Ngân cũng vẫn bình thường thì có nghĩa chắc chắn 100% là Ngân sẽ lấy bác sĩ Trần. Đây là theo suy nghĩ của Thuyết đó, mà đang chờ đợi xem cái phản ứng của Ngân như thế nào khi mà nghe được cái tin là lá thư của em trai Phạm Hoa viết tố cáo bác sĩ Trần như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video của Thuyết hôm nay tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân tình cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn khoảng 1 tiếng đồng hồ sau trên kênh Định Cư Canada.